Vòng chung kết FIFA Le 4 National Championship 2019, giải đấu FIFA Le 4 danh giá nhất Việt Nam, đã trở lại cùng sự kiện đồng hành cổ vũ top 4 đội tuyển mạnh nhất. Diễn ra từ 30 tháng 10 đến 3 tháng 11 năm 2019 tại fvnc.lo4.garena.vn với những phần quà vô cùng giá trị, hoàn toàn miễn phí và cách chơi siêu đơn giản. Sự kiện đá thắng mở quà, chọn nhà vô địch. Với mỗi trận thắng tại chế độ xếp hạng hoặc đá giải, các huấn luyện viên sẽ nhận được một lượt mở quà, tối đa 5 lượt một ngày. Và bạn có thể share trang sự kiện để nhận thêm một lượt mở quà nữa. Lưu ý, các huấn luyện viên chỉ có thể nhận tối đa 6 lượt mỗi ngày. Đặc biệt, ứng với mỗi lượt chọn một trong 4 logo đội tuyển để mở quà, bạn cũng đã tặng một lượt cổ vũ cho đội tuyển đó. Hãy dự đoán nhà vô địch bằng cách tặng nhiều lượt cổ vũ nhất cho đội bạn yêu thích. Nếu đoán đúng nhà vô địch, bạn sẽ nhận thêm một phần quà nữa từ sự kiện. Và đừng bỏ qua sự kiện, dự đoán hay, dinh quà ngay. Bạn chỉ cần đăng nhập vào trang và đưa ra dự đoán của mình cho các trận đấu tại vòng chung kết FIFA Le 4 National Championship 2019 mùa 2. Dù đoán đúng hay sai cũng đều có quà. Còn chờ gì nữa mà không tham gia sự kiện? Chọn nhà vô địch, dinh quà thỏa thích tại fbnc.lo4.garena.vn.